được xếp vào danh mục 11 giống chó nguy hiểm nhất đối với con người. Nằm trong top 10 loài động vật có cơ hàm khỏe nhất hành tinh. Chó Pitbull, một loài chó được ví như những chiến binh, được mệnh danh là sát thủ máu lạnh. Chúng đã và đang có mặt tại Việt Nam. Gần đây, chúng là nguyên nhân của nhiều vụ xô xát. Chúng có thực sự là một loài hung dữ? Hay điều gì đã kích động bản chất thú tính trong con người chúng? Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Phía sau loài chó, sát thủ máu lạnh. Phát sóng lúc 20h15 ngày 18 tháng 7 trên kênh An ninh Thế giới thuộc hệ thống truyền hình An Viên.